Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh channel của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Sticker Legacy. Thì nếu bạn nào thú vị gặp lại, bạn đừng quên để lại một like, subscribe cho channel của mình. Mấy lần trước mình toàn chịu vô tận gia thần thế này chán luôn. Lần này mình sẽ chơi tiếp tục giải đấu. Mình biết là có cái hình cái cúp này. Hoàn thành bình thường, kết thúc trò chơi với chế độ khó bình thường, hoàn thành khó, kết thúc trò chơi với chế độ khó, hoàn thành cực khó, kết thúc trò chơi với chế độ cực khó. Ui giời, đây chính là những thành tích, thành tựu của mình. Đấy, chưa? Rất nhiều thành tựu thế. Rất cần nâng cấp, kết thúc chiến dịch mà không tốn một điểm nâng cấp nào. À đủ, cái đi khó phết. Giành vương miện đỏ. Giành vương miện đỏ này, xong rồi cái gì đây? Giành vương miện khó, giành vương miện cực khó. Bỏ qua tất cả avatar. Ui, kinh avatar khổng lồ này. Thống suất 5 đêm, 10 đêm. Có cho mình miện khó. Ui giời ơi, kinh thế. Hỏi, đấu luôn. Bây giờ thì nhảy ra vần vòng trong vực luôn nhá. Thì hôm nay là mình sẽ quyết định làm lại binh đoàn người khổng lồ. Thì lúc trước mình cũng gần khổng lồ quỳ bắp lắm, chỉ có những con cây cậy thôi. Bây giờ lava guava rất là kinh, cho tất cả thành dung nham luôn. Mặc dù là vậy, mặc dù mình chỉ dùng nguyên con đấy thôi, nhưng mà mình cứ cho tất cả là dung nham đi, cho gọi là cái tượng, cái đài, có cái đài dung nham này vào luôn thôi. Trời, lại đấu này cực hóa này. Cho đào vàng này tiếp tục này. Blacker mình sẽ tăng vàng trong 60 giây. Ok, ngon rồi. Mình sẽ nâng cấp cho người khổng lồ nhé của anh. Nâng cấp cho cái này này, nâng cấp cho tượng mình này, nâng cấp cho này mình này. Nâng cấp những cái nào nhìn nó đẹp hơn. Thực tế là mình chỉ cần lấy mỗi người khổng lồ thôi mà. Ok, hết bố để nâng cấp. Ok, gọi đúng rồi. Nhìn này, nhanh đấy, giờ mình sẽ chơi thủ nha các bạn. Bạn này chắc chắn sẽ ra người khổng lồ, nhưng người khổng lồ của nó tuổi tí. Ôi ấy, nhìn ai người khổng lồ của mình này. Ôi, mày chưa lava của và lava của và la 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 qua phu qua ấy. Gọi con ạ. Để chơi được cái khó này. Nhòn này, dậm nhòn này, bố nào không quen này. Anh em công ơi, này khỏe phết. Khỏe này. Ở thêm Archer Spider đi. Archer Spider. Nhòn. Đùa. Bố láo ăn cắp này. Bố này mạnh thật. Quá mạnh luôn. Đùa. Khỏe đấy, rất được đấy. Được rồi, mình ra đi mình dậm con ạ. Dậm này. Nhòn này, đùa chắc này. Ui giời ơi, tuổi tí chạy luôn. Ui giời. Đẩy lên. Ngay mà kiểu gì cũng đẩy lên. Có người khổng lồ đẩy lên luôn. Nào, một chút tuổi tôm. Tuổi tôm. Úi giời. Sợ té khói ra chưa? Té khói ra chưa? Nhân. Úi giời. Out to die luôn. À đủ. Nhân. Dậm phát nữa này. Nhân đấy, mỗi con dậm phát là đủ rồi. Nhân. Ui giời ơi, chạy té khói á này, công nghệ này. Đùa này. Nhân này. Bố láo ăn cắp. Ui giời ơi, mạnh thế ta. Đùa chắc. Anh đùa chắc. Ok thôi anh em lui. Ok vậy thôi. Cho nát tượng đi. Bắt đầu thế. Đau quá con ơi. Ui thốn thật. Chắc cả chú. Nhanh của thiếu quân. Đấy. Chị láo thế nhỉ. Đấy, chết đấy. Rồi. Anh em quay về nhà thủ rồi. Chú có dám công lên không? Đẩy luôn anh em ơi. Nào. Đùa. Dậm lại. Nhân. Ui giời. Người khổng lồ đông thế này thì đây gọi là binh đoàn người khổng lồ lava guava rồi. Đấy, giỏi em nhỉ. Mình đã 125 tít luôn nhỉ.
Bọn này tuổi tí nhỉ? Tuổi tí này. Ui dồi ôi. Đồ ui dồi khổ thế. Được rồi, đây rồi, đây rồi. Chạy này ông già ơi, ông thích chạy à? Không chạy được đâu, còn lâu mới chạy. Này thì chạy này, à vẫn thủ à? Thủ nhà thôi anh em, về. Đang bắn phát shit rồi đấy. À, mua thêm người khổng lồ. Thế nào chưa? Chưa, người khổng lồ mình này. Rồi, một tiểu đoàn lava vàng người khổng lồ. Về hình như nhà phát này không cho tiền nữa rồi. Hơn một phút rồi đấy, đúng không? À, chắc nhà phát hành không cho tiền nữa đâu. Ấy, nó chỉ cho bằng leader thôi. Ôi dồi. Ngày tàn của địch rồi là đấy. Oh yeah anh em ơi. Tuổi tí. Nào, không có gì đâu. Thưởng cho phát hành Spider. Nhân. À chắc Spider. Này, nhân. Chỉ thế này. Dẫn sàn. Ôi dồi. Bạn nhìn này. Ôi dồi, sao khổ thế. Rồi tuổi ui rồi sao đánh năm đam này, đánh năm đam à, yếu quá à. Đấy tuổi tí quét hết, chấp hết luôn nào. Ok đó ơi, win lâu à, mình chơi đấu với thằng Bigger Bang này lần nào nhá. Cả đội sẽ có một lượng vàng nhỏ, hai thợ mỏ à, sẽ có hai thợ mỏ đấy quan ạ. Ok, với lượng vàng nhỏ với hai thợ mỏ. À, hình như có cục đá chắn ngang này không? À, ok, nâng cấp cho cái này đi. Thêm cả cái này để tiền vàng mình tăng lên nữa ấy. Ok. Đấy, ok được rồi. Nào, ôi một ít lượng vàng nhỏ. À, lấy ra thôi. Ok, mình sẽ cho tăng tốc độ đào của vàng nhá, kiếm vàng nhá, người đào vàng nhá. À, cái thằng này công lên luôn này. À, không thủ. Ngon rồi, tuổi tí, thủ đi tuổi tí. Mình nhờ, thấy chưa? Ui, cái tượng mình nhìn ngầu nhỉ các bạn. Ui, rất ngầu luôn. Ui, đẹp vãi. Trưởng, ok. 600 vàng, 900 vàng rồi. Ui dồ, ui dồ. Team địch khai thác yếu quá. Tội thế. Ôi, điều khiển này. Chất chơi người rơi phết nhỉ. Ok, mình không cho tăng tốc độ nữa, tăng tốc độ hơi ăn gian rồi. Chỉ đánh bình thường vậy thôi. Đấy nhìn này. Ấy giời, xong luôn. Nào, không cung thủ kìa. Thế mà thằng này xạo chó ấy. Tượng người khổng lồ mà sao lại sử dụng cái bọn ấy, làm sao được. Ok, nào, bao nhiêu người đào vàng? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 người đào vàng, tức là một người khổng lồ từng với số quân này, cái này 4 người này. Ui dồi, 1.000 năm. Ui, tiền về như nước. Ui, công lên cho nó sợ nào. À, đẩy lên nha các bạn, đẩy lên. Đấy chết đậu phộng. Nào, lùi ra đây. Ok, đẩy lên cho anh em ơi, đẩy lên cho chúng nó sợ. Tè khói ra quần thế nào, tè quần. Quần này, lướm đầy nước gì đó ấy. Bây giờ mình đi lại gần màn hình nó sẽ to hơn, đi ra xa màn hình nó sẽ bé hơn. Bắn đau thật. Là bắn nó bị phản đam nhưng bắn nhờ này, đùa này. Thật thế, khỏe đấy, khỏe này. Dồ nó tận 12 đam kìa, kinh phết. Dồ, tuổi tí. Ok được rồi. Nhân, ok, rậm. Đùa, ui dồi. Ở gió laser, ui chết chết. Anh ơi đừng bắn em anh ơi. Anh ơi đừng bắn em anh ơi. Em chỉ là một thằng già dái no lột thôi. Ôi dồi bọn này. Thoát chứ, ui. Hết rồi. Một giây quân bảo. Nó đau thật sự, ui dồi. Số nhỏ thế không biết. Ui thôi. Ok được rồi, thoát ra. Ôi, ui dồi anh này. Cải hết máu rồi, chúng nó cải máu này. Ui, vãi trưởng. Đấy à, chế độ crazy đấy. Team Vũ Đa, số lượng team Vũ Đa đã vượt xa
im của đối thủ ấy, nên là ông bảo là ông công lên nhưng mà mình không thích, mình chơi gọi là dồn đông mà đánh ấy, là một cây làm chẳng nên luôn, ba cây trụm lại ba hòn núi cao ấy, ngon rồi. Ok, nhanh đào nhanh cái này đào nhanh quá ạ, cho mình điều khiển người đào vàng sẽ đào nhanh hơn ấy, rất là IQ 1000 ấy. Hay mình đỉnh nó công lên nhỉ? Đấy, được chất. Ok, đào hộ. Đào. Đây chỉ là máy đâu nhé, không phải người chơi đâu. Máy đâu, đánh mạnh thế. Crazy, tức là nó quá mạnh quá ạ. Cực khó. Crazy. Nhanh. 500 vàng nữa thôi. Ok, đào nhanh lên tí. Con này vẫn chưa còn máu này. Vai trưởng thật sự. Ok, thêm một con nữa. Ok được rồi, mình đào gần, khai thác gần hết tài nguyên được bọn ơi. Kẻ trộm tài nguyên. Ok, ui, thấy chưa, cung thủ của địch này. Cung thủ mặc dù nhìn rất cùi nhưng mà bắn đau lắm con ạ. Ok, nào, sắp xong rồi, ok. Được lắm các bạn, ok. Mình đoàn mình có 34 người rồi, cần thêm một người. Thì mấy người nữa thôi là đủ, ok, xong rồi nè. Ôi sao phải hết tài nguyên anh em ơi, sao phải hết tài nguyên rồi. Ui dồi ôi, vậy thì không sớm thì muộn, công ty đào vàng trộm xuống 1-3 sắp hết tài nguyên rồi. Ui đào trộm hàng đống vàng ấy, cái núi vàng như thế này bây giờ còn mỗi mẫu này. Ui dồi ôi, kinh thế, trộm đúng là trộm nhiều quá. Vậy không biết tí nữa sang kia chọn tiếp tài nguyên bình đấy. Nào, nhanh. Xây dựng đội quân hùng mạnh con ạ. Ui, sau team này có mỗi thằng thanh niên cầm kiếm này còn lại cầm cấm kia này. Ôi giời, được rồi, thêm người nữa thôi là đủ. Ui, thấy chưa, hết rồi mà vẫn còn rào, còn so lại một ít con ạ. Ok được rồi. Nào, vác vàng về lần này đủ này. Đấy nó phải như thế. Ôi vẫn còn đào được cái này á, kẹt xịn đấy nhỉ. Kinh nhờ, hack rồi, công ty dung đào vàng trộm dung với ba hack rồi. Đào một người nữa thật. Đào nhanh cho con nó khỏe, cố lên cho con nó khỏe nào. Ok được rồi, ok, ba người vác vàng về, mỗi người cho 60 đủ. Đấy, ok. Rồi, xong rồi, anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ phát một người đào vàng nha các bạn. Đấy. Chỉ huy quân đoàn người khổng lồ Dung Nham, ta chính là người đào vàng Dung Nham. Chỉ huy, từ đợi tí, đợi thêm một thanh niên nữa ra phát rồi chỉ huy. Nào, về nhanh, không mỏ cho chết với đợi nhờn. Hack game. Không đào được. Con nhìn này. Thì huy hack này. Úi giỏi không. Các bạn đây, để đây nhá. Đấy chưa, không có gì. Ấy, chết cái đồ phẩm. Ấy chết đừng cái bọn này. Đẩy lên đây em ơi, hết vàng rồi. Chỉ huy quân đoàn, chỉ huy phải đi sau. Còn lại thanh niên lên công hết để ở. Ai quên một người nhá. Chui trong cái đống chân bầy nhầy này. Sự. Nào, ui chạy té khói rồi. Úi giời, bắn bầy mũi như mũi đốt đi nước. Chú ý con đoàn lên xiên. Ui, cái đập phộng vai trưởng thật sự. Ui, nó đập nát luôn rồi kìa. Nhờn sao đập con 5 đan này. Đùa này, vậy chính thức này. Nhờn rậm này, này. Đùa này, úi giời, vừa ra chiếc ngõ rồi, dậm bắn bay tít và thỏ lọ vào trong. Ui, 97 phút. Ok, ngon rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi diện bán kết con nào. Ok, đúng đá, ngon đúng đá. Rồi bây giờ này chắc là mình sẽ chơi kiểu đánh nhanh thắng nhanh các bạn. Được bao nhiêu quân đẩy lên hết. Ok, được bao nhiêu quân đẩy lên hết nha các bạn. Ok, được rồi, được bao nhiêu quân chúng dùng là sẽ đẩy lên hết. Ok, được rồi đấy. Ui, xách cả người đào vàng nó đào kìa. Nhưng mà tuổi tí nha anh em ơi, tuổi tí rồi anh ơi. Nhân, ui tăng này, đào nhanh thật. Mình đào nhanh thế này còn, trời ơi, nặng.
mộng năng quá đi rồi. Đấy, đào hách chết này con nhé, đào nhé. Ok được rồi. Ôi rồi, tự nhiên vừa nãy hách à. Ok được rồi. Kích đào vàng chứ này. Ok, tự đào đi. Rồi, xem nào. Thằng này, úi giời. Ô à, vừa nãy nó bỏ một bỏ bằng nó bỏ à thêm mình thêm người là vàng đi, hai người là vàng nữa. À, mình nghĩ là đủ rồi. Nè không như này. Tiền về. Ui. Tiền về như nước. Theo. Tiền về nước về ô. À, thanh người này đào đây. Đấy chưa? Hai thằng đào chung một mỏ ăn. Ui cái này nhìn ảo vãi. Ok. Vừa phát đẩy lên luôn đấy bọn nhá. Chỉ kiểu hồ báo cá tròn bạn ạ. Nào không nhìn này. Ui tiền về như nước. Ui trời. Nước về không bao giờ như thế này được. Ok rồi. Đó, ok. Mình đang đẩy lên luôn các bạn ạ. Không chần chừ gì nữa. Đẩy lên luôn. Nào. Nhảy. Ok được rồi, xong rồi, xong rồi. Đẩy lên luôn. Nào, cho con này ra này. Ok, cái quả này tiền về cũng như nước rồi. Bật phát nữa này. Chưa. Ồ sao người không lội yếu thế nhỉ. Mình điều khiển. Úi giời đánh vẫn 50 đam kìa. À chúng rẻ rồi đấy. À thật kìa. Cứ thích thể hiện à. Ok. Tiền đợi tiền về như nước là tinh địch chuẩn bị ăn hành củ tỏi siêu to khổng lồ. À ok. Tiền về. Ok thêm một người nữa. Ôi sao cái ui đống đá này nó to thế nhỉ. Nặng quá. Không lấy được kìa. Archer Spider lên trên trên núi. Nhân nè. Nhân này, đùa này, láo quen này. Ok, cái đẩy lên. Dậm. Nhân. Bố láo ăn cắp này. Đùa này. Ok, di chuyển lên. À, rút rồi à. Sợ té khói rồi à. À, chưa. Về thủ. Thủ này. Ok, dậm. Con nhìn này, dậm phát đội hình bay luôn nhá. Nhân. Ui. Nứt cả đất kìa. Ui dạ này chơi hổ báo thế. Báo quá. Ui mà kinh của nó trâu thật ấy. Ui. Vãi cả trưởng. Trâu bò này. Rồi là người khổng lồ lava vua ấy. Đây gọi là binh đoàn khổng lồ lava. Binh đoàn lava thì đúng hơn. Lúc trước thì không có binh đoàn lava ấy không nhỉ. Đây kiểu mặt nạ đầu lâu quỷ nhá. Ấy cái này kiểu đầu lâu quỷ. À không. Đây gọi là binh đoàn tự binh đoàn được đến từ địa ngục ấy. Binh đoàn địa ngục đây. Tại vì nó đeo đồ lava mà. Ấy. Mà lava nhìn nó giống dung nham ở dưới đấy ấy. Ở địa ngục ấy. Ấy. Mình sẽ gọi là binh đoàn địa ngục. Ôi, xong phá tượng rồi, xong rồi. Ui, ố tượng còn miếng máu đừng phá nữa. Rồi, để tìm mình phá quá. Ok, xong luôn. Rồi. Đúng là mình là địa ngục. Trời, 3 phút thôi, xong rồi. Rách, à, đây cao thủ đầu mù mù rồi. Cả hai đội đều có một lượng mà rất là ok rồi. Nâng cấp cho người khổng lồ đây này. Đào vàng đây này. Tượng này. Ấy. Mũ này. Người này này. Ấy. Cho này đây. Ok, về đủ không? Ok. Rồi. Ui, gờ lợ. Ôi, thích bảo gờ lợ cái gì ấy. Ok, được rồi. 3 người đào vàng nữa. Rồi, cho 5 người đào vàng nữa. Ừ, được rồi. Chắc chắn team mình sẽ đẩy lên trước các bạn. Ừ, chắc chắn sẽ đẩy lên. Ôi chết quên. Thôi kệ. Biết ngay mà. Kiểu gì cũng sẽ có người khổng lồ mà. Gỡ ba người này. Cho cái này nó tải. Ok bây giờ sẽ là một trận solo squad đến từ vị trí của binh đoàn địa ngục. Gọi là binh đoàn địa ngục ấy. À, đây là chỉ huy của binh đoàn địa ngục đây. Anh ta đang tiến lên solo với một binh đoàn từ trần gian. Ui 125 tít đến từ vị trí của binh đoàn ngục. Ui đánh 100 bao nhiêu tít cơ. 156 tít. Ui đánh rất mạnh đến từ vị trí của binh đoàn của người của team bạn. Nhưng bạn đã cho ra thêm một thằng lính quát tí. Ơ đánh chưa kịp chém nó bị bánh văng ra như cái gì đó rồi. Ok một lại lên rồi lại văng ra. Holy shit, đây có thể là một huyền thoại.
Ôi rồi, ngồi đây mà thủ. Cần thì phải đi đâu xa đúng không bạn? Cứ đứng đây mà thủ. À, cái con này, con phù thủy quá nặng. Ok, có vẻ khá nhiều quân rồi. Anh đang giậm một phát, úi rồi phù thủy bay tít ra xa. Ok, một con đang chém một cách gọi là cố gắng nhưng mà không thể nào chém chết được. Vẫn còn một thanh niên nữa. Đẩy lên em ơi, đẩy lên. Ok, bây giờ sẽ đến từ vị trí của dung là anh ta. À, thằng này dám xiên tim anh à, thấy chưa? Tượng mình sống lại đấy nhá, đấy chưa? Nhìn này, cái tượng mình nó sống đây này. Tượng mình nó sống mà, thấy chưa? Nó sống nó bắn laser từ mắt này ấy, nó tức lên này. Đùa. Chết cái con này, bố láo ăn cắp này. Nhân này. Đùa chắc, bố đùa chắc. Đùa này, úi giời. Á đù. Ui, mạnh thế. Ok, để cái gì ta? Archer Spider nè. Được rồi đấy. Nhớt. Dậm. Đùa. Ui. Kinh đấy. Chất. Ui dồi, chất như nước cất luôn. Ok. Ôi dồi ôi. Á, chạy té khoái rồi. Hết tiền. Hết tiền nè em ơi. Hết tiền rồi. Đùa. Bố láo ăn cắp này. Vinh đoàn còn tuổi tí thích thể hiện à? Còn yếu lắm. Chú còn non và xanh lắm. Nhân. Úi giời, định đập cái gì? Định triệu hồi cái gì? Định nó cái gì cơ chứ? Nhân này. Nhân. Úi sắp hẹo hết sao vậy? Con là sắp hẹo hết rồi. Nhân. Này, định triệu hồi. Nhân. Ok, con này mạnh nhất này. Con này mình. Ấy chết, lỗi rồi. Lỗi anh ơi. Máu cuối cùng giọt máu cuối cùng xong rồi. Ôi giời. Ao tu đại rồi. Không sao cả, anh đang giậm một phát nữa nào. Một phát, ui. Lan tới tượng của địch của anh ta. Kéo quân lên, đập một phát. Ui, 100 đan tới vị trí của Vinh Hoàng Địa Ngục. Ui, một thủy huy địa ngục đã bị hạ gục rồi. Còn lại chỉ còn là những nhưng mà, ok, đây chỉ huy rồi. Ok, giậm nhân. Ok, 100 máu lên từ vị trí của chỉ huy Vinh Hoàng Địa Ngục. Anh ta đang đập liên tục vào tượng. Ui, 50-100 đam. Ok, xem team mình. Ồ, nếu anh ta bỏ ra thì đập có 5-25 đam thôi. Nhưng anh ta đập vào, anh ta đập đến tận bao nhiêu đam? Sao tự nhiên bây giờ anh ta đập đến con này? À, anh ta đập đến tận 50 đam. Rất mạnh đi từ vị trí của đúng không anh ta là... Kết thúc trận đấu. Dậm này, bay hết này. Úi giời, nhân. Chưa kịp ra khỏi cửa đã chết. Úi. Đúng, ok. Hết đinh vàng đi rồi. Ok, xong luôn. Rồi, rất mạnh đến từ vị trí Bình Đoàn Địa Ngục. Yes, hoàn thành nhiệm vụ. Easy game. Ok, ôi. Tèo. Bạn đã thắng Avatar Miner. Tổng số mừng điểm 7. Bạn đã thắng chế độ cực khó. Ok. Một tí nào. Cái lấy gì mà được. Ok thì chưa kịp kết thúc video, các bạn đừng quên để lại một like, subscribe để ủng hộ channel mình nha. Ok, tặng cho các bạn. Bye bye.